trợ bởi Beansmaster. Đó là một ngày nắng trong thành phố phiêu lưu. Chase đang lái chiếc xe cảnh sát mới của mình. Trời ơi, nó cao quá. Ôi không, thành phố Adventure đang gặp rắc rối. Lốc xoáy đang phá hủy công viên giải trí. Chúng ta cần phải cứu Rider và bạn bè của chúng ta. Đi nào. Sử dụng thang máy. Chúng ta cần gọi cho bạn bè của chúng ta. Oh, Rider cần sự giúp đỡ. Đội tuần tra đang trên đường. Đi theo tôi. Hả? Robo không có thời gian đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Rocky, Zuma, Marshawn, Chase, đội đã sẵn sàng. Yeah, thành phố đang gặp rắc rối. Chúng ta cần phải cứu bạn bè của chúng ta. Vroom vroom vroom. Đi nào. Đi thôi. Cứu thế giới. Ôi không, có những viên gạch. Robo, tôi cần bạn giúp. Robo đến ngay đây. Được rồi, dọn sạch đường rồi. Yeah. Này Pop, tôi đây. Oh, Rider đó. Tôi sẽ cứu bạn. Cố lên. Ok. Yeah. No. Ngôi nhà đang cháy. Marshall, chúng ta cần nhanh dập tắt lửa. Được rồi, Rider. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Vlad, chúng ta phải cứu mèo con. Giúp tôi. Đến lượt tôi. Đừng lo lắng mèo, nhảy vào. Mèo. 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 Ồ không, sàn là dung nham. Sàn là dung nham. Sẽ xong ngay thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ cứu bạn. Beep beep meow. Làm tốt lắm Pops. Chúng ta đã cứu tất cả bạn bè của chúng ta. Ôi không, chúng ta cần dọn sạch nơi đây. Giờ nó sạch rồi. Nikki, chúng ta đã cứu thành phố phiêu lưu. Đập tay. Hãy vui chơi trong tháp của chúng ta. Yeah. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đến lượt em. Thật quá tuyệt. Đúng đúng đúng. Ultimate City Tower cao 3 foot là tháp Paw Patrol cao nhất từ trước đến nay, được chủ sở chính của thành phố phiêu lưu Paw từ bộ phim Paw Patrol ra ngoài đời thực. The Paw Patrol The Movie Ultimate City Tower hiện có trên Walmart, Target và Amazon. Cảm ơn Spin Master đã tài trợ và giúp chúng tôi tạo ra video này.